Gần đây, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm xuất hiện tại nhiều địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho bà con nông dân. Du khách khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động của nông dân đã tạo nên sự hấp dẫn cho các mô hình như thế này. Đặc biệt, tại các địa phương vốn đã là điểm du lịch nổi tiếng, nhiều khách du lịch ghé thăm, việc phát triển mô hình này lại càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số phương pháp để người nông dân có thể áp dụng trên mô hình nông nghiệp có sẵn của gia đình nhằm phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm giúp tăng thêm thu nhập. Các mô hình trồng cây ăn quả như vườn cam, vườn mận, vườn nho là nơi thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan và trải nghiệm hoạt động thu hoạch quả. Nhiều mô hình trồng rau màu thủy canh hiện nay cũng thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm hoạt động trồng rau màu. Nhiều trang trại còn kết hợp cả trồng trọt và chăn nuôi để đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Du khách khi lựa chọn các điểm đến là mô hình nông nghiệp du lịch sẽ mong muốn được trải nghiệm các hoạt động tại trang trại đó. Vì vậy, bà con phải lựa chọn được cây trồng, vật nuôi phù hợp để xây dựng các dịch vụ trải nghiệm phù hợp với du khách. Với du khách, việc đi du lịch trải nghiệm gắn liền với hoạt động chụp hình kỷ niệm. Vì vậy, bà con cần lưu ý xây dựng cảnh quan mô hình có tính thẩm mỹ để hình ảnh trở nên đẹp dưới ống kính máy ảnh của khách du lịch. Bố trí xây dựng vườn cây, vườn rau theo hàng lối ngay ngắn, chú trọng cảnh quan chung cả trang trại, không chỉ tập trung vào riêng sản phẩm nông sản. Thiết kế nhiều góc chụp hình, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan trang trại, xử lý tốt rác thải và mùi, đặc biệt đối với những trang trại chăn nuôi. Đến tham quan tận nơi sản xuất của các loại nông sản là cách để du khách tận mắt giám sát quy trình sản xuất của trang trại. Có nhiều tiêu chuẩn trong sản xuất nông nghiệp sạch như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Đây đều là những tiêu chí đánh giá chất lượng của nông sản an toàn. Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn là một trong những cách khẳng định chất lượng nông sản. Từ đó bà con dễ dàng chuyển đổi đơn hàng khi du khách mua và tin dùng sản phẩm của trang trại. Không chỉ tin dùng, các khách hàng này còn trở thành người quảng bá sản phẩm tới các khách hàng khác cho trang trại. Bên cạnh việc chuyển đổi đơn hàng mua sản phẩm nông sản, bà con có thể đa dạng hóa nguồn thu nhập bằng cách bán kèm các dịch vụ cho du khách. Cung cấp các dịch vụ như chụp ảnh cho thuê trang phục, đạo cụ, thậm chí là các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi tại trang trại. Đây đều là những nguồn thu đáng kể đối với các mô hình du lịch nông nghiệp. Một lưu ý nhỏ cho các trang trại là không nên quá lạm dụng việc bán các dịch vụ này. Việc bà con cố gắng tận thu bằng việc gợi ý các dịch vụ cho du khách hoặc bán các dịch vụ này với giá cả không hợp lý sẽ khiến ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách hàng. Hiện nay, việc tận dụng nguồn Internet để quảng bá mô hình du lịch trở nên phổ biến. Các nhà vườn, chủ trang trại du lịch nông nghiệp nên lập các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok để quảng bá dịch vụ của mình. Đẩy mạnh việc quảng bá vào đúng mùa vụ, thường xuyên cập nhật những thông tin về mô hình của mình để không bị tệp khách hàng lãng quên. Đầu tư hình ảnh, video đẹp, chuyên nghiệp thu hút sự chú ý của khách hàng. Hợp tác cùng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để lan tỏa rộng hơn hình ảnh và dịch vụ của trang trại. Việc phát triển nội dung trên mạng xã hội dễ tiếp cận đến rộng rãi công chúng nhưng cũng dễ gặp phải các ý kiến trái chiều từ nhiều phía. Bà con nên chuẩn bị sẵn phương án để xử lý những khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.